Ok, dính được các bạn ơi. Đó, cắm đầu. Dứt. Vô 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 vô. Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Cwin giải trí nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tóm lưới câu và câu cá không bằng cần câu nha. Mình chỉ cần bằng cái chai Mirinda nè. Rồi bây giờ mình tóm lưới câu nha. Mình có nhiều phương pháp tóm lưới câu nha các bạn, nhưng mà mình tóm kiểu này nha. Đây. Mình kéo này lên, thế là xong, mình đã tóm tóm được lưỡi câu. Rồi đây là chai Mirinda nha các bạn, mình chỉ cần mình bột nó vô đây nè. Bụt nó vô đây nha các bạn, bụt nó vô cái đầu là nó. Đấy. Rồi, thấy không? Bây giờ mình đi lấy chuối mình nhắn vô nha. Các bạn đợi mình tí nha. Đây là cho chuối nha các bạn. Tại vì cá tự tưởng rất thích ăn chuối. Đây mình sẽ móc. Sử dụng cái lưỡi to nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình muốn kéo được cái câu vô là mình phải sử dụng cái dây nha. Rồi mình buộc cái đây để hồi mình kéo kéo này vô thôi mình vớt cũng khó à. Làm pháp này rất là tiện luôn, bạn không cần phải sử dụng cây hay là gì, mình chỉ cần dây nhợ là xong. Nó xa xa nha các bạn. Đó, bây giờ mình cứ ngồi đợi thôi. Khi mà mình thả về nè các bạn thì nó trái chuối nó sẽ lơ lửng được ở trên nha. Hy vọng là nó ăn nha các bạn. Tại sáng giờ mương này cho cá ăn nhiều quá. Không biết là nó có ăn không nữa. Nè, nếu mà con cá ăn nó sẽ bị ngập đầu nha các bạn. Giật luôn.
Ok, dính đi các bạn ơi. Đó, cắm đầu. Dứt. Vô. Rồi đó các bạn ơi. Thấy nó lôi không? Thấy lôi không? Đây nè, lôi nè. Đó, đó, cắm đầu luôn, cắm đầu luôn. Đó, đó. Đột. Cắm đầu luôn. Quá trời ơi. Kìa các bạn. Thấy chưa, thấy chưa? Đó, đó. Đó, thấy chưa? Liệt luôn kìa kìa. Liệt luôn. Đó, đó. Đó. Cho nó vật lộn với cái chai Mirinda nha. Ngồi mệt là mình bắt nó lên được rồi. Thấy không bạn? Hiệu quả không? Đó. Mà giống như giờ đang chơi thả diều vậy nè. Rồi. Các bạn nó mệt rồi đó các bạn, giờ bắt lên nè. Em không? Mà giống như chơi thả diều vậy đó. Đó, giờ chỉ cần bắt nó lên thôi. Rồi lấy cái gỗ vớt lên bà Tư ơi. Bà Tư. Quá trời cá bự luôn à. Mấy cái đây 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 gần đó gần đó. Hi đây này. Rồi tiến hành vớt lên nghe các bạn. Đấy. Đây. Đây các bạn, giữ không? Rồi, đây là các bạn, đây là phương pháp câu không cần cần câu nha. Chỉ cần cái chai nước thôi, cái này giống như gan thả diều không? Hồi nãy mình chỉ cách các bạn tóm lưới câu luôn á. Rồi tạm biệt các bạn nha, các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ để nhận video tiếp theo nha. Đây là một cái tài tượng người cần cư 2 ký mấy à. Rồi tạm biệt các bạn. Bye bye.